đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trương. Tối 26 tháng 9, tập 2 của Running Man Việt Nam chơi là chạy với chủ đề đại hội thể thao đã lên sóng. Ở tập này, Giang Cass mở màn bằng buổi lễ khai mạc đại hội với sự dẫn dắt đầy muối của hot streamer Chris Phan. Mở đầu chương trình, Chris Phan đảm nhận vai trò MC của đại hội thể thao đặc biệt. Trường Giang vừa xuất hiện, Chris Phan đã đâm chọt đàn anh. Với Ngô Kiến Huy, Chris Phan khẳng định chắc nịch, nghe tên đã thấy đen, với độ xui lịch sử của mình thì không biết có làm được gì trong ngày hôm nay không để xóa tan định kiến đẹp trai nhưng vô dụng. Cô gái vàng trong làng lương lẹo với khả năng liên minh bất chấp là miêu tả mà Chris Phan dành cho Lan Ngọc. Trường Thiên Vinh được giới thiệu là gương mặt tiềm năng của chức vô địch. Đi Mạnh Phát là tuyển thủ mầm non nhưng bị tố luôn điểm yếu hay nhường phái nữ. Chris Phan bày tỏ mong muốn đàn anh sẽ tốt nghiệp mẫu giáo giải trí. Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy còn thi nhau che nắng cho Chris Phan nhưng thành ra che luôn mặt MC. Có vẻ cũng mệt mỏi với dàn cast nên Chris Phan liên tục nói vấp. Chắc là do lần đầu Chris đeo cà vạt, làm MC hài hước. Tiếp đến là Jun Phạm, Thúy Ngân và Jack. Đặc biệt hơn cả, Chris Phan đã giới thiệu khách mời thứ hai là Đức Phúc và là người phụ trách thắp đuốc khai mạc đại hội thể thao. Vừa gặp lại Trường Giang, Đức Phúc đã bị Trường Giang cà khịa. Ủa em mặc đồ đi sự kiện nào vậy? Sau vài phút chào hỏi, Đức Phúc sử dụng cung tên để thắp đuốc. Nhưng mọi người đi suối cậu em này bắn MC, khiến Chris Phan vội né sang một bên. Ở game đầu tiên của tập 2 Running Man Việt Nam chơi là chạy, các thành viên sẽ chơi bowling theo đội đã chia từ trước. Lan Ngọc, Trường Thế Vinh, Ngô Kiến Huy đội trắng, Trường Giang, Trung Phạm, Đức Phúc đội xanh, Liên Bệnh Phát, Thúy Ngân và Jack đội hồng. Sàn bowling được ekip thiết kế theo kích thước thực tế, các team phải ném đổ hết mới thành công. Ở thử thách này, team hồng yếu thế nhất vì cả ba đều chưa chơi bowling bao giờ nhưng có khả năng bắt chước nhanh. Để quyết định team nào thi trước, 9 thành viên sẽ rút thăm và Ngô Kiến Huy một lần nữa chứng tỏ mình xui bằng thực lực khi giúp team mình thi cuối cùng. Thứ tự thi như sau: trắng, hồng, xanh. Team trắng chơi trước và đã bị Trường Giang hù dọa. Mấy đứa chơi dở là hay làm màu lắm. Khi thỏ đen hít đất, Lan Ngọc tạo dáng trước khi bắt đầu. Bé nước là người chơi đầu tiên thành công làm đổ 8 biên nhưng bị Trường Giang thức tỉnh. Chưa strike có tính đâu mà mừng. Tiếp đến, Ngô Kiến Huy làm đổ được một biên, còn vòi biển cho bóng lọt sang. Chuyển sang lượt chơi của đội hồng và lần này, Liên Mạnh Phát trở thành huấn luyện viên bất đắc dĩ. Cả Thúy Ngân lẫn Chết đều ném lọt bóng ra ngoài. Bé Bỉnh cũng thất bại nên cả team bị treo không biết chơi mà chỉ nhau. Đến lượt đội Trường Giang, Trung Phạm, Đức Phúc, Thỏ Trắng là người chơi đầu tiên và liên tục bị chát chiêu. Chạy xa quá tới vạch là vấp nha anh. Vậy nhưng, Trung Phạm đã một phát ăn ngay và lập cú strike khiến mọi người không tin vào mắt mình. Từ Lan Ngọc cho đến Ngô Kiến Huy lẫn Trương Thế Vinh đều không tin thành tích của đội xanh. Dù vậy, Đức Phúc vẫn muốn thử một lần và anh chàng rất nhiệt tình chơi, tạo dáng đúng chuẩn nhưng hụt. Trường Giang cũng may mắn y hệt Trung Phạm khi vừa ném đã đặt cú strike. Team Hồng tiếp tục thi và Lan Ngọc đã tranh thủ thời cơ để trả đũa Thúy Ngân vì màn xé bảng tên ở tập 1. Nghe lời đàn chị, Thúy Ngân thất bại ngay lần ném này, dù tưởng đã cầm chắc chiến thắng. Team Hồng tiếp tục thi, Liên Mạnh Phát là người gánh team và Jack tha thiết mong cả đội được một trái danh dự. Cầu được ước thấy, Bé Bệnh thành công đánh đổ gần hết pin. Tuy nhiên, gánh nặng đè lên vai Jack vì chỉ còn một pin và rất khó để ném trúng được. Dù vậy, Jack đã ngất xỉu vì ném hụt trong khi Liên Mạnh Phát và Thúy Ngân muốn khóc trong lòng nhiều chút. Đến lượt team trắng, Trường Thế Vinh vì quá mạnh nên bóng trượt đường băng ngay lập tức. Thỏ Đen khẳng định nãy giờ chỉ là giỡn, bây giờ mới chơi thật. Trái ngược với niềm tin chiến thắng của Thỏ Đen, anh ném được một pin duy nhất. Bao nhiêu trọng trách đặt hết lên Lan Ngọc, Trường Giang nói. Không hổ danh nữ thần may mắn, Lan Ngọc thả bóng rất nhẹ nhàng và tự tin chờ đợi. Chuyện đó không ai ngờ, bóng của Lan Ngọc xô đổ toàn bộ các pin còn lại và dĩ nhiên, đây là cú strike giúp team trắng về nhì trong cuộc đua bowling này. Thảm massage chính là nỗi ám ảnh của dàn cast Running Man Hàn Quốc, Running Man Việt Nam mùa trước lẫn kiếp Running Man của Trung Quốc bao năm qua. Nguyên nhân là chiếc thảm này có gai để giúp tuần hoàn máu, tốt cho sức khỏe người dùng, nên bước lên thì sẽ thấy hơi đau và nhột. Còn dậm mạnh hoặc nhảy thì khỏi phải nói, tê tái tâm hồn như có dòng điện xẹt qua. Và màn tra tấn kinh điển này đã xuất hiện tại Running Man Việt Nam mùa 2 tập 2 trong thử thách đu xà bắn cung. Luật chơi là từng người một đu xà nhảy về phía hồng tâm, tổng số điểm đạt 150 là thành công. Khách mời Đức Phúc xung phong làm người chơi đầu tiên và ghi được số điểm đầu tiên là 50, kèm theo nỗi đau tê tái. Lượt chơi của Trường Giang khiến mọi người không nhịn được cười, đặc biệt là Lan Ngọc, vì không bới tới xà và liên tục lo chiếc bụng một muối của mình ra. Tổng điểm của đội xanh lúc này là 70. Để chiến thắng chỉ trong một lần thử, thành viên còn lại của đội xanh là Chuân Phạm phải nhảy vào được ô 100 điểm. Nhưng dường như Thỏ Trắng lần này đã lay xui của Thỏ Đen, buông tay sau khi đu xà quá lâu và cay đắng nhận điểm không. Đội trắng với sự mở màn của Ngô Kiến Huy và tác động của đội xanh sau lưng chỉ ghi được 20 điểm đầu tiên. Đội xanh lúc này cực vui vì có khả năng về nhì. Đến lượt Lan Ngọc cũng không khá khẩm hơn là bao. Bé nước sau một hồi đánh đu cũng đã rớt đai tại chỗ và không ghi được điểm nào. Lại còn nhận được nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần vì ngã vào thảm massage. Mọi hy vọng của đội trắng giờ đặt vào vai Trương Thế Vinh. Lan Ngọc còn tự tin, mấy chuyện này là chuyện nhỏ với anh Vinh vì voi biển thường xuyên tập thể hình.
Thế nhưng Sukarna là Trương Thế Vinh lại rơi xuống nhẹ như lông hồng và đạt mức 10 điểm. Sau lượt nhảy của hai tấm chiếu mới là Thúy Ngân và Jack, đội hồng đã thu được 50 điểm, bằng cả ba người đội trắng cộng lại. Người còn lại vốn đã có kinh nghiệm, riêng bản phát quả thật không phụ lòng mong mỏi của mọi người, xuất sắc đáp ngay Hồng Tâm và giúp đội hồng giành được huy chương vàng. Trong lần thử tiếp theo, đội trắng cũng ghi được 50 điểm dù cả ba thành viên trước đó đều rất mạnh miệng. Sau cú rơi chấn động xương hông của Đức Phúc, đội xanh có 80 điểm và đem về huy chương bạc. Trương Thế Vinh sau khi rớt đài, liên tục lúc này tuyên bố đến vòng xé bảng tên sẽ xé hết để phục thù cho các em. Trò chơi cuối cùng trong tập 2 Running Man Việt Nam, chơi là chạy, là đá bóng linh hoạt trên sân xà phòng. Vì có 3 đội nên mọi người sẽ rút thăm để chọn một đội vào thẳng chung kết không cần đấu loại, và đó là đội trắng. Trong trận đấu đầu tiên giữa đội hồng và xanh, đã dàn cast liên tục vô ế, ngã ra sân vì quá trơn. Thúy Ngân và Trun Phạm giữ vai trò thủ môn và làm khá tốt. Đội xanh ghi bàn mở tỷ số và Trường Giang là người phát bóng. Dường như bàn thua này đã đánh thức tinh thần đá bóng của Jack, nên anh chàng đổi thái độ, chơi xông xáo hẳn, vượt qua cả Trường Giang lẫn Đức Phúc và dễ dàng ghi bàn. Cũng vì Jack đá bóng đi liền nên nửa sau, team xanh dành thời gian để ngăn cản tuyển thủ này. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao trào và 6 thành viên của hai đội đều chơi bất chấp. Trường Giang liên tục phá bóng nhờ tài phán đoán tốt của mình đúng chất ngôi sao của hàng phòng ngự. Dù Jack, người có sở trường là đá bóng liên tục tấn công khung thành, nhưng Trường Giang vẫn ôm gọn. Ở bên ngoài, đội trắng rất nhiệt tình cổ vũ hai đội. Rất nhanh chóng, đội xanh phản công và ghi thêm bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, đội hồng cũng ngay lập tức sang bàn tỷ số. Đến thời điểm này, Thúy Ngân cũng từ bỏ vị trí thủ môn để chạy lên đá phụ, nhưng không thành. Tuy nhiên, Jack đã kịp ghi bàn thắng thứ ba, thứ tư. Đến những lượt đá cuối cùng, team xanh chuyển sang chơi dơ nhưng vẫn không thắng được. Sau vòng đấu loại, đội hồng đã xuất sắc thắng đội xanh trong trò đá bóng ở tập 2, tiến vào trận chung kết đối đầu với đội trắng. Lúc này, đội hồng dù có Jack là chân sút chủ lực, nhưng trở nên yếu thế hơn vì vừa trải qua một trận căng thẳng. Lan Ngọc đảm nhận vị trí thủ môn đội trắng, nhưng vừa bắt đầu đã lãnh thẻ vàng vì đánh liên Bệnh Phát. Bé Bệnh sau đó cũng là người ghi bàn mở tỷ số 1-0, trong khi thủ môn bé Nớt vẫn đang ngơ ngác. Có dấu hiệu thất thế, Ngô Kiến Huy bắt đầu tung chiêu chơi dơ, giả vờ ăn vạ bị chấn thương. Lan Ngọc cũng hùa theo nhưng vì mãi đi bắt bẻ nên Jack sút thẳng vào khung thành. Trong chớp mắt, đội trắng bị dẫn 2 bàn nhưng cũng ghi được điểm đầu tiên ngay sau đó. Trường Thế Vinh là người lập công. Tiếp đến, Thỏ Đen dù bị ngã nhưng cũng kịp tung cú sút xa, ghi được bàn thắng riêng cho mình. Thế trận thay đổi thành tỷ số 2-2. Tuy nhiên, trận đá bóng bị dừng ở đây và team nào sẽ chiến thắng, kết quả sẽ có ở tập tiếp theo. Cùng với đó là màn xé bảng tên vô cùng gay cấn. Dự sẽ là một cuộc chiến không ai nhường ai của dàn cast Running Man Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trương. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.